Quân đội Israel cho biết đã tiến vào phía bắc dải Gaza khuya 27 tháng 10, rạng sáng 28 tháng 10, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, bị đứt liên lạc với nhân viên ở đây. Các thông tín viên ở dải Gaza và miền nam Israel cho biết Israel trong ngày 28 tháng 10 tiếp tục dội pháo và tiến hành không kích lãnh thổ do Hamas kiểm soát, theo AFP. Quân đội Israel cho hay đã mở rộng chiến dịch quân sự ở dải Gaza, và một người phát ngôn quân đội nói rằng lực lượng nước này vẫn ở khu vực, nhưng không cung cấp thêm thông tin. Trong quá trình này, có thông tin người dân Palestine đã ẩu đả với các đơn vị thiết giáp và bộ binh của Israel tại ít nhất 3 địa điểm. Trước đó cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, thông báo khoảng 100 tiêm kích đã bắn phá 150 mục tiêu dưới hầm của lực lượng Hamas, đánh dấu đợt dội bom dày đặc nhất vào dải Gaza kể từ cuộc xung đột mở màn hôm 7 tháng 10. Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel nói rằng đã tiêu diệt được chỉ huy lực lượng tác chiến đường không của Hamas là Azam Abu Rakaba, người được cho đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và mở màn cho cuộc xung đột hiện tại. Theo quân đội Israel, Abu Rakaba chịu trách nhiệm sản xuất và triển khai thiết bị bay không người lái, tàu lượn, canh gác trên không và phòng không của lực lượng Hamas. Trong một diễn biến liên quan, WHO thông báo đã đứt liên lạc với đội ngũ nhân viên y tế của họ ở dải Gaza. Chiến dịch vào khuya 27 tháng 10, rạng sáng 28 tháng 10 của Israel đã gây mất điện cho toàn dải Gaza, và WHO chưa thể nắm rõ tình hình thương vong tại khu vực. Nhà báo Rashdi Abulov làm việc cho đài BBC ở đây mô tả tình trạng hỗn loạn toàn bộ sau khi Israel triển khai đợt dội bom và không kích ở quy mô chưa từng thấy trước đây. Ở bệnh viện, các tài xế xe cứu thương nói với tôi rằng họ không thể liên lạc được với ai, nên họ cứ lái xe tiến về hướng các vụ nổ, nhà báo Abulov cho biết, thêm rằng đường dây điện thoại cũng bị cắt. Israel ghi nhận 1.400 người tử vong, đa số là thường dân và hơn 200 người bị bắt cóc. Cơ quan y tế dải Gaza đưa ra con số hơn 7.000 người chết trong các vụ tấn công trả đũa dồn dập của Israel. Chưa rõ thương vong ở dải Gaza trong đợt tấn công mới nhất của Israel. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.